Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Tiếp tục video là trả lời cũng như giải đáp các thắc mắc của anh em nêu ra hôm nay. Thì đến với câu hỏi đầu tiên của một anh. Chào anh cho em hỏi, em có hai tấm 200W áp cao, vì sao điện cho ra thấp vậy anh? Em xin cảm ơn và chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều. À, cái thông tin anh viết nó cũng hơi khó hiểu ở chỗ này. Chắc có lẽ là cái câu hỏi của anh là anh có hai cái tấm pin 200W áp cao, thì không biết anh đấu song song hay đấu nối tiếp. Thì anh nói là cái điện cho ra là nó thấp phải không? Đó, tôi hiểu nôm na vậy, để chia sẻ với vài thông tin cho anh tham khảo thôi nha. Tại vì tôi chưa có nắm được cái thông tin của anh là hỏi là cái gì nữa. Như thế này nha. Tại vì nếu mà cái tấm pin 200W áp cao của anh á, nếu mà hai tấm anh đấu song song lại á, thì cái điện áp của tấm pin á thì nó trên 40V phải không, hoặc 36 hoặc 40V đó. Khi mà anh kết nối qua cái điều khiển sạc, chẳng hạn như sạc BVKM ha, đó thì sau khi sạc bình gặp cái bình đói á, nó hút điện cái tấm pin á, nó hút cái công suất của tấm pin, làm cái áp tấm pin nó tụt xuống ha, đó nó mới tăng cái dòng lên đó. Nó là như vậy nhá. Rồi thì chỉ qua vài thông tin chia sẻ cùng anh tham khảo thôi nhá, chứ tôi chưa có nắm rõ cái nội dung của anh hỏi là gì nữa. Nhưng mà tôi hiểu nôm na là vậy, nên tôi nêu lên vài cái thông tin này để anh tham khảo mà thôi. Cái vấn đề mà ví dụ cái tấm pin, cái áp nó rất là cao, khi mà chúng ta không có kết nối để sạc bình á, thì cái áp pin á, đó là áp thật của pin. Ví dụ cái tấm pin áp cao nó là 40V, khi mà mình kết nối qua cái điều khiển sạc để nó sạc vào cái bình á, thì thật là cái bình nó đói á, nó hút cái công suất của tấm pin, làm cái áp tấm pin nó tụt xuống ha. Khi nào cái pin nó no rồi từ từ cái áp tấm pin nó mới trở cao trở về, nó mới trở về cái áp pin, là áp thật của tấm pin. Lúc đó pin nó no, nó không còn ăn điện rồi, thì cái áp tấm pin nó mới trở về cái áp thật của tấm pin. Còn lúc mà cái pin nó đang hút điện á, hút điện thì cái áp tấm pin bắt buộc áp tấm pin nó tụt xuống ha, nó tụt xuống rất là thấp đó. Ví dụ như anh kết nối cái tấm pin điện áp 40V, anh kết nối qua sạc bên cái mà anh sạc bên hệ thống 12V, lúc cái bình đói á thì nó hút cái áp tấm pin nó xuống còn có 16-17V mà thôi ha, nó xuống tận tới 16-17V chứ không phải là 40V nha. Từ từ sạc, khi nào cái pin nó no á, cái sạc nó không sạc nữa, thì lúc đó cái áp pin nó mới trở lên là 40V, trở lên áp cao. Nó là như vậy nha. Rồi xin cảm ơn anh nhiều nha. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh, có thiết bị nào chống xả sâu cho bình ắc quy dùng cho năng lượng mặt trời không, anh giới thiệu cho mọi người với ạ. Dạ có nè, trên mạng tôi thấy có rất nhiều những cái bo mạch bảo vệ áp bình đó, nhưng mà tôi không có bán cái đó. Tôi có bán những cái điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, cái sạc BVKM30A hàng của Sure, tôi bán rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Đó là cái này thì anh em hay mua về làm cái mạch bảo vệ bình đó. Cái này thì cái điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, sạc pin hệ 12 hoặc là 24V đó, điều khiển pin hệ 12 á, tầm khoảng cái tấm pin 200W đổ lại thì ok nha. Còn nếu mà điều khiển hơn nữa thì nó xảy ra cái lỗi giặt, chẳng hạn như nóng hoặc phát ra tiếng QEE, hoặc là nó loạn hiển thị trên cái màn hình đó. Nên á, anh em hay mua những cái sạc này nè, về thì anh em đấu vào một cái cổng đó, mình cấp nguồn cho cái sạc này từ cái bình ắc quy lên, cộng và trừ, và anh em lấy ra cái nguồn tải để sử dụng, và đồng thời nó bảo vệ luôn cái áp pin. Tại vì cái sạc này á, nó xuống cái ngưỡng áp pin ngắt là 10.7V ha, hoặc là mình có thể là cài đặt nó cao nó 11V hoặc là 11.5V ha, 12V nó ngắt đó, thì sử dụng ra ngoài lớp tải này. Nhưng mà sử dụng trên cái sạc này thì đối với hệ 12V tầm tối đa khoảng 300W đổ lại đó ha. Đó, tính trên cái lý thuyết có 30A thì nó cho ra tải được 360W, nhưng mà theo tôi thì không thể nào sử dụng được với công suất đó. Nếu mà mình sử dụng cái ngõ lót tải trên cái bộ sạc này bên hệ 12V thì tầm khoảng chừng, nếu mà an toàn nhất là khoảng 200W đó. Mình sử dụng ra cái ngõ lót tải này đó, thì cái bình ắc quy thì mình cứ cấp nguồn vào đây ha, rồi mình lấy tải ra cái nguồn này, ở đây đang có nút ôm ập để bật tắt luôn ha. Đó, mình sử dụng ra cái ngõ này thì nó bảo vệ cái áp bình xuống đến cái giới hạn mà mình đã cài đặt xuống điện áp 11V thì nó sẽ ngắt đó. Thì ở đây tôi có bán những cái sạc này, anh em hay mua về làm những cái mạch bảo vệ áp bình đó. Đây là cái điều khiển sạc ha. Còn nếu mình kết nối nó có cổng pin năng lượng mặt trời đó, nhưng mà nhiều khi anh em thấy nó cũng rẻ, có 100 mấy 10 ngàn, anh em mua về làm cái mạch bảo vệ áp bình đó. Những cái bo mạch mà bảo vệ áp bình nữa có rất là nhiều trên các trang mạng, nhưng mà tôi không có bán cái bo mạch đó nên tôi không có nói nhiều, không có đi sâu vào những cái bo mạch đó nha anh đó. Chỉ có bán những cái sạc này rồi giới thiệu cho anh em đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh tham khảo nha, xin cảm ơn anh nhiều.
Tiếp theo là câu hỏi đến từ một bạn. Chú cho con hỏi, con có một tấm 200 W điện áp 20V dòng 10.6A và một tấm 540W điện áp 49V dòng 12.9 có mắc nối tiếp sử dụng sạc MPT được không, hay sử dụng hai bộ sạc riêng cho một hệ bình ạ? Cảm ơn chú nhiều ạ. À, với hai tấm này đâu nối tiếp được nha, đâu nối tiếp được. Đó thì đâu nối tiếp với cái tấm lớn có cái dòng 12.9A thì nó lôi cái công suất á, nó lôi cái dòng tấm lớn xuống bằng với tấm nhỏ mà thôi ha. Đó, còn nếu mà mình muốn lấy đủ công suất thì thôi, mỗi một tấm mỗi một con sạc thì nó sẽ ok hơn. Còn nếu mà mình chấp nhận hai tấm này nối tiếp với nhau thì phải cái tấm lớn, cái dòng tấm lớn nó xuống bằng dòng tấm nhỏ rồi. Tại vì cái nguyên tắc đấu nối á thì đấu nối tiếp á thì phải cùng cái dòng là cái A đó ha, còn đấu song song á thì phải cùng cái điện áp. Thì riêng hai cái tấm này đấu song song không được rồi đó, chỉ có cách đấu nối tiếp. Nhưng mà đấu nối tiếp ở đây thì nó lôi cái tấm lớn xuống bằng cái tấm nhỏ là cái dòng đó nha. Đó thì tính hôm nay như thế này, bạn đang có hai cái tấm pin, mỗi một tấm có cái dòng là 10.6A đó, như vậy. Còn nếu mà mình tính ăn mình lấy đủ á, mình lấy riêng mỗi tấm thì thôi, mỗi tấm mỗi con sạc thì ok hơn đó. Còn hai nếu mà chấp nhận đấu nối tiếp hai tấm này thì phải nó mắc đi một tí ha, nó mắc đi một cái dòng, nó mắc khoảng 10.6 12.9 khoảng 2A mấy á, khoảng 2A3 đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng bạn nhé. Hai tấm này thì đấu nối tiếp được nhưng mà nó lôi cái công suất tấm lớn xuống một chút ha. Đó, còn nếu mà mình muốn không mắc đi tí nào thì thôi, mỗi tấm mỗi con sạc thì nó sẽ ok hơn nhé. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng bạn nhé. Xin cảm ơn bạn. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh ơi cho em hỏi, nếu em muốn xài một tủ lạnh LG 80W và một TV Asanjo 38W mà em có hai bình rocket 150H bình nước và có 6 miếng pin năng lượng mặt trời 110W thì có dùng được 24/24 không anh tư vấn giúp em với. Rồi như thế này nè, thật ra đủ hay không đủ thì cũng khó trả lời ha. Đó, tôi nói đủ thì cũng không đúng, mà nói thiếu thì cũng không đúng nữa. Tại vì như thế này, sử dụng cái điện năng lượng mặt trời nó phụ thuộc vào cái thời tiết ha. Có nắng là có điện, không nắng là không điện. Đó, thì hiện tại với hai thiết bị của anh như là cái tủ lạnh LG 80W và cái TV Asanjo 38W thì đối với cái combo bộ điện 6 tấm pin 110W đó, 6 tấm là 660W rồi, với hai cái bình mỗi cái 150H hai bình nước hả? Đó thì cái bộ điện này nó cân đối rồi, sử dụng được hai cái thiết bị này 24/24 cho những ngày nắng đẹp. Đó, còn những ngày nắng yếu yếu hoặc nắng mưa xen kẽ thì sao? Thì nó thiếu. Đó, còn những ngày không nắng thì sao? Thì nó không có miếng điện nào sử dụng không được. Đó, thì sử dụng điện năng lượng mặt trời mà nó phụ thuộc vào cái thời tiết á, và nó phụ thuộc theo cái vùng miền nữa, và nó phụ thuộc theo cái nhiệt độ môi trường ở nơi đó nữa ha, và cái cách lắp đặt của cái tấm pin nữa ha. Đó, nó phụ thuộc rất là nhiều cái yếu tố khác nhau đó, nên rất là khó trả lời với anh là đủ hay không đủ. Nhưng mà cơ bản á, là đối với cái combo như thông tin anh nêu ra á, là nó đủ ha. Đó, nó đủ cho một ngày nắng đẹp đó nha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh tham khảo nhé. Rồi thì tôi cũng xin giới thiệu với anh em, tôi có bán những cái sản phẩm pin năng lượng mặt trời, chẳng hạn như kích điện rồi sạc ha, sạc MPT, sạc BGM rồi mạch cân bằng hay đồng hồ đo áp, nói chung là những cái lặt vặt linh tinh, chẳng hạn như CB rồi CBDC nha. Đó, vài hôm nữa về những cái ATS, nói chung là pin năng lượng mặt trời thì tôi chưa có bán được anh em ạ. Tôi lấy về bán, nhưng mà ở đây thì bên bưu điện không có nhận để vận chuyển những cái tấm pin đó, nên tôi cũng tồn đọng là mấy cái tấm pin mà anh em mua tôi gửi đi không được đó. Và có bán những cái bình ắc quy đó, bình những cái bình xe điện đó, lưu sạc xả pin năng lượng mặt trời và các cái thiết bị chẳng hạn như kit sạc đồ ha. Đó, nếu anh em nào quan tâm tới sản phẩm thì hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình và kết bạn Zalo với tôi đó. Nếu anh em nào chưa có mua sạc những sản phẩm bên tôi mà anh em chưa có rành, chưa có hiểu cái cách đâu nói á, đó thì anh em cũng có thể là gọi điện trực tiếp qua cái đoạn chat của Zalo á, đoạn gọi của Zalo mà đoạn gọi qua video á, tôi hướng dẫn trực tiếp em. Đó, tôi á thì hay bán những cái sản phẩm, đặc biệt nhất là những cái mạch cân bằng hay là những cái sạc này kia đó, mà anh em chưa hiểu á thì anh em hay gọi trực tiếp qua cái Zalo á, gọi video á, tôi hướng dẫn trực tiếp cho em, rất là dễ dàng, anh em rất là chịu cái cách làm của tôi đó.
coi như là hướng dẫn trực tiếp cho anh em đấu nối từ A đến Z đó, nhưng mà tôi vẫn ưu tiên cho khách hàng của mình đó. Như anh em nào mua sản phẩm của tôi thì lúc nào tôi cũng ưu tiên. Rồi, cái video của tôi đến đây em xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều đã dành thời gian để xem video kênh Đam Mê Năng Lượng nha.